Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong cái clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe Taycan ở trong kho nha mọi người. Trong kho thì nhìn nó hơi tối tối một tí nhưng mà xe có rất là nhiều dòng luôn. Thì anh chị bạn nào mình có nhu cầu mình mua cũng sắp kỳ lương rồi. Thì mọi người nhanh tay mình nhắn tin qua Zalo cho ông Luyến để mà Luyến hỗ trợ. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có ông Luyến luôn sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe tại đây. Mời em ạ. Dạ hello cả nhà nhé. Thì hôm nay sẽ quay trở lại review cho cả nhà cũng như báo giá chi tiết trong tháng 5 tháng 6 của giá xe S155 phân khối phiên bản 2024 và dòng S50 ha. Cả nhà mình muốn mua xe cũng như đang có nhu cầu mua thì liên hệ đặt lịch liền ngay cho Luyến để nhận ngay 2 triệu đồng xe đi lại, kèm thêm một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng. Và đặc biệt á, khi mình không mua xe nhưng có người thân bạn bè muốn mua thì giới thiệu đến cửa hàng alo cho Luyến sẽ nhận ngay từ 1 đến 1,5 triệu tiền hoa hồng cho cái người giới thiệu đấy nhé. Qua số hotline của Luyến là 0905 299 064 nha. Có để dưới màn hình cả nhà kết bạn nhắn tin qua cho Luyến nhé. Thì về dòng S155 thì hôm nay có lên cho cả nhà. Chắc vô trong mình quay luôn anh. 155 lần trước đi. Bạn 24 okay. Đi. Tại vì em thấy cái dòng này hôm bữa đăng lên mà rất nhiều anh chị em hỏi luôn, bảo là quay kỹ đi, tại vì cái màu này đang rất là hot. Đúng rồi, cái màu này giờ cũng có em ít lắm. Ưu đãi nữa nên là sẽ coi cho cả nhà trước về cái bản 24 rồi nhé. Thì có màu đỏ nhạt, đỏ bóng và màu đen bóng màu nha. Màu này mới thay luôn nè. Dạ, cái màu đó hiếm hàng luôn. Thì hôm nay em có về thêm cả màu vàng với lại màu đen thì mọi tiêu chuẩn nữa, thì có thể cả nhà nhắn tin riêng đi để em gửi chụp hình chi tiết gửi qua cho cả nhà mình tham khảo nha. Mức giá hiện tại đối với một em xe phiên bản 24 bản cao cấp như này thì đang hỗ trợ cho cả nhà chỉ có 48.900 thôi. Còn bản tiêu chuẩn chiều quá thường thì là 45.900, nhưng mà mua xe có liên hệ đặt lịch trước Luyến sẽ giảm 2 triệu, còn có 43 đến 45 triệu tùy phiên bản thôi. Rất là rẻ đúng không cả nhà? Nhanh tay nhé. Tiếp tới là về phiên bản ABS thì hôm nay có lên cho cả nhà màu đen bóng này. Đen bóng mà thường. Đen bóng mâm đồng. Đen bóng mâm đồng nè. Ngoài màu ra màu xám xi măng à. Dạ có màu trắng nữa, màu trắng, xám màu đen dạ. Màu xanh ribi. Đúng rồi, rất là nhiều mẫu luôn. Hiện tại mức giá của ABS nhiêu? ABS hiện tại bên em đang bán mức giá cho cả nhà thì chỉ có 50.900 đến 51.900 tùy phiên bản nha. Trả trước cần 8 triệu thôi là sở hữu xe rồi nha. Rồi, bữa mình thấy anh chị bạn cũng thấy mấy cái màu này hot nè. Cũng hỏi khá là nhiều luôn đây. Màu xám anh đỏ này hoặc là màu đỏ nhám này, màu trắng đỏ này bây giờ khó nè. Bữa cái bạn nào kìa, bạn nhắn tin hỏi là màu trắng đỏ bên mình còn nhiều không á. Hiện tại thì bên mình cũng là cái màu này thì rất là hiếm hàng luôn nên là chỉ còn có 1-2 chiếc thôi. Nên chị em mình nhanh tay ha, trả trước 5 triệu thôi là sở hữu xe rồi. Mức giá hiện tại thì chỉ có 42.900 thôi, trả trước 5 triệu sở hữu xe, liên hệ đặt lịch trước cũng được giảm 2 triệu nhé. Có sơn độ thôi theo cầu khách hàng luôn, muốn sơn độ màu gì có alo liền cho em nha. Anh em nào mua thì màu nào hỏi ha. Rồi, dạ. Báo nhanh Winner V3 thì Winner V3 hiện tại bên đang bán là 35.900 đến 37.900, còn V4 là 36.900 đến 40.900 nha. Chi tiết nhắn tin liền qua Zalo để Luyến tư vấn cụ thể cũng như là hỗ trợ tư vấn miễn phí cho cả nhà mình nhé. Rồi ok, thì đó là giá xe anh em nào mua thì chịu khó liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip, xin chào. Có xe